kiến nghị nâng cao kiểm soát quyền lực người đứng đầu hai bộ sau vụ Việt Á. Tại kết luận điều tra vụ sai phạm mua sắm kit test của công ty Việt Á, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đưa ra đánh giá về nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can. Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Khoa học và Công nghệ kết luận cho rằng cơ quan này đã buông lỏng, thiếu kiểm soát trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong các khâu phê duyệt nhiệm vụ, tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đơn vị phối hợp, kinh phí, theo dõi sử dụng và thanh toán kinh phí, quản lý thực hiện đề tài, xử lý kết quả thực hiện đề tài. Đối với Bộ Y tế, cơ quan điều tra đánh giá bộ này đã thiếu kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý nhà nước về sinh phẩm y tế, hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương, không quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cá nhân. Với sự buông lỏng, thiếu kiểm tra giám sát tại hai cơ quan trên, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á đã lợi dụng, móc ngoặc thông đồng với cán bộ để thu lời bất chính, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước, tổ chức, cá nhân. Từ những nguyên nhân nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đưa ra 7 kiến nghị, trong đó có việc Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế cần nâng cao năng lực kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, kiểm soát hoạt động của các cơ quan chuyên môn về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, quản lý sinh phẩm y tế, đảm bảo khách quan, minh bạch và đúng pháp luật.